Chào mừng các bạn đến với giải bóng chuyền tương thân tương ái quyên góp ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 nha các bạn. Cuộc đối đầu giữa team Macro của Tiên Chị Tiên Em Bà Khang đối đầu với team của Vũ Arsenal. Team Vũ Arsenal với Trường Giảng Bơm nè, Tony, Sang Việt Thứ, Tiến Đen, Lý Quốc, Chí Thống các bạn. Quá trời cầu thủ rồi. Giờ hai đội đang khởi động lưới chuẩn bị bước vào trận đấu. Hiện tại mình đang quay tại nhà thi đấu của trường Đại học Thể dục Thể thao các bạn. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Điểm 0-0. Team của Tiên Chị Tiên Em phát bóng trước. Lý Quốc đập bóng tốt. Điểm 1-0. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Cuộc đối đầu giữa chị em bánh bèo gặp cao thủ nha các bạn. Điểm 1-1. Phát bóng ngoài. Điểm 2-1. Một pha đập bóng tốt của bà Yến. Điểm 2-2. Cuộc đối đầu duyên nợ của Sang Miệt Thứ và team Tiên Chị Tiên Em nha các bạn. Điểm 3-2. Tiên Em. Sang Miệt Thứ phản công.
Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 4-2. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Nếu ai yêu thích team của Tiên Vị Tiên Em, hãy cho Tiên Vị Tiên Em một like nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Điểm 3-4. Trắng bóng tốt của Hoàng Khang. Hoàng Khang sở hữu một mét chiều cao 1m72 các bạn, trắng rất khó chịu. Điểm 4-4. Lỗi chạm lưới của Hoàng Khang. Điểm 5-4. Năm đều. Điểm 5-5. Trắng bóng tốt của trường Trạng Bơm à. Mấy trận à? Điểm 6-5. Team bên kia đăng ký với đội hình là với team của Vũ Arsenal nha các bạn. Điểm 6-6. Điểm 7-6. Một pha đánh trên trắng của trường Giảng Bơm. Điểm 8-6. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 7-8. Trường Trắng Bơm không thể cản phá. Điểm 9-7. Tiên Em. Sang biệt thự đánh bóng tối các bạn. Điểm 17. Bóng tốt luôn. Thì đội hình của Tiên Chị Tiên Em chưa phải là đội hình mạnh nhất nha các bạn. Nhưng ở set đấu này thì gặp đội của Vũ Arsenal thật sự khó cho team Tiên Chị Tiên Em. Điểm 80.
đẹp 11-8. Đếm 12-8. Đập bóng ngoài. Đếm 13-8. Chắn bóng tốt của Sang Mỹ Thứ. Đập bóng ngoài. Điểm 15-8. Điểm 16-8. Một pha đập bóng uy lực của Tiến Đen mà. Tìm mắt gô của tiền chị đen em xin hỏi. Hiện tại thì bóng chuyền nam có 10 đội nha các bạn, đánh 3 sân luôn. Và bên kia còn có bóng chuyền nữ nữa. Thì giải 66 này nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 nha. Trận đấu tiếp tục, điểm 17-8. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 9-17. Lý Quốc đập bóng tốt. Điểm 18-9. Điểm 10-18. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 11-18. Sang Mỹ Thứ phản công. Tiên em lỗi chạm lưới rồi các bạn. Điểm 19-11. Yeah.
Điểm 20-11. Một pha nỗ lực bơi cá của Tiên Trị mà không thành công quá ạ. Điểm 21-11. Ủa, có mua cơm dưa không? Hai tí đi, tí đi. Điểm 12-22. Xin lỗi các bạn, 13-21. Một pha đập bóng tốt của Tiên em các bạn. Điểm 14-21. Điểm 22-14. Điểm 15-22. Phát bóng ra ngoài. Điểm 23-15. Đập bóng dưới lưới. Điểm 24-15. Điểm 16-24. Đập bóng tốt của Lý Quốc. Kết thúc set đấu các bạn. Đội của Vũ Arsenal thắng 25-16. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn lại các video sau của Tiên Trị Tiên Em nha các bạn. Giải này nam 10 đội các bạn, đánh nhiều sân lắm nên không thể nào quay hết được. Các bạn xem thông cảm nhé.